gay sớm trước chung kết LCK, thầy Ba bị pressing ngược cực mạnh. Chiến thắng trước T1 tại chung kết tổng hôm qua đã đưa Genji một lần nữa đến đỉnh vinh quang, giúp đội bảo vệ thành công trước vô địch tại LCK hè 2023. Tuy nhiên, trước màn đối đầu này đã có rất nhiều dự đoán về nhà vô địch của mùa giải. Với phong độ xuất sắc của T1 ở Playoffs, rất nhiều dự đoán cho rằng họ sẽ phá rớp các trận chung kết trước đây và chiến thắng Genji. Trong đấy, thầy giáo Ba là một trong số những gương mặt thiên về phương án này. Đáng chú ý hơn, anh còn có màn gáy sớm như khẳng định chắc nịch về chiến thắng của T1 và chia sẻ dự đoán của mình lên trang cá nhân. Xạ thủ Genji mếu rồi, 1 giờ 23 đánh, 4 giờ T1 con quay lại các màn hình Faker nâng cúp và post này nhé. Trong quá trình trận đấu diễn ra, và đặc biệt là sau trận chung kết, không ít cư dân mạng đã tràn vào mỉa mai thầy Ba và phản bác cực căng màn dự đoán lệch hoàn toàn thực tế của anh. Genji nó đánh kiểu này, T1 mồ côi luôn, chứ nâng cúp gì nữa thầy. Cuối cùng, thầy Ba đành ngậm ngùi giao bà nào T1 với giá 5 củ và hẹn qua tháng stream lại sau cú sốc tinh thần quá lớn. LCK mùa hè 2023 chính thức khép lại, Genji trở thành đại diện số 1 của LCK tại chung kết thế giới 2023 diễn ra cuối năm nay. Về phần T1, Á quân LCK là đại diện số 2 của khu vực tại giải đấu lớn nhất năm.